Xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay anh em ơi, anh em bữa giờ anh em kêu mình là kiếm sao bữa trước thấy đăng bao tay tồn được mấy đôi đấy mà gọi báo hết rồi. Thì thật với anh em thì nó có bao nhiêu thì đặt bán bấy nhiêu anh em ơi. Tại vì anh em thấy là cái kênh của mình là bao nhiêu? 30.000 người đăng ký. Thì anh em nghĩ 30.000 người đăng ký thì bao nhiêu người mua? 1 phần 10, 1 phần 50 người mua thôi là nó đã mấy trăm người mua rồi. Thì thật với anh em là không có đủ bán. Anh em gọi thì hết thì anh em thông cảm. Thì hôm nay anh em nha là cái bao tay tồn nó về được hàng và mình kiếm được kèm theo là hai bộ ốc lốc tồn luôn, ba cặp bao tay và hai bộ ốc lốc nha, cực kỳ là ok, cực kỳ là thơm bơ cho anh em luôn. Thì đây ốc lốc tồn cái bao tay tồn này anh em nhìn đi, đẹp chưa, nhìn cái tem nó, nhìn mail nè, made in Japan grip handle AAP là cái bao tay này anh em. Đen 93 nha. 93 nha. Đó. Mã này thì cho anh em quét luôn. Rồi thì cái này là hôm bữa là mình về được hình như là hai cặp là mình bán hết luôn. À đâu? Ừ đúng rồi, về được hai cặp mình bán hết sạch rồi. Rồi đợt này mình về được một cặp nè. Ơ về được ba cặp này anh em. Thì mình tranh thủ mình quay cho anh em luôn. Tại vì nói chung là cái này á là phải quay lên cho anh em biết, chứ còn bình thường á anh em chỉ hỏi đồ mới thôi chứ làm gì mấy cái này anh em biết nó có đồ tồn đâu mà hỏi. Cho nên là có là phải quay cho anh em nha. Anh em hỏi mình là mình tranh thủ. Hồi thực sự là hồi lúc trước anh em là mình đi thấy mấy anh em bán mấy cái đồ tồn nè, Đạt cũng không có quan tâm đến nó mấy. Nhưng mà anh em bán rất là mắc luôn. Thật sự cái này mình nói không có động chạm tới ai hết. Nhưng mà cái giá của anh em bán thì nó khá là cao. Mình chỉ nói là nó cao so với hàng mới nha, chứ còn đối với anh em thì mình không biết. Thì thực ra đồ tồn thì bản chất nó là mang tiếng là mắc mà anh em. Cho nên là Đạt cũng không để ý mấy, tại vì thứ nhất là mình bán xỉ là chủ yếu, thứ hai là mắc quá thì thôi, mình bán cái gì rẻ cho khách họ mua. Nhưng mà sau này thì Đạt kiếm được cái mối kia cũng khá là ok. Và họ có một kho đồ cũ ngày xưa thì họ cứ lâu lâu họ ra lại thanh lý, thì mình chốt hoặc là mình qua nhà mình kiếm. Đó, rồi thì từ đó trở đi anh em là họ lại giới thiệu thêm cho mình những cái nơi khác mà có nữa, hoặc là đặt ở bên nước ngoài về. Thì mình cũng hên sao là mình gặp được nhiều người có cái nguồn hàng nha anh em nha, để mà mua. Thì thực sự luôn anh em phải coi mua đồ tồn á là anh em phải để ý, thứ nhất là cái bề ngoài của nó, tem của nó có chuẩn không. Thứ hai là anh em coi thật là kỹ cái hàng cho mình, mã mộc nó như thế nào, chứ không phải là anh em chỉ coi cái bịch bên ngoài để anh em mua nha. Nó thật sự anh em đừng chỉ coi cái bịch không mà anh em mua, phải coi cái hàng ở trong nó như thế nào nữa, chứ không phải ừ nhìn thấy cái bịch ngon quá đẹp quá là mua nhưng mà về cuối cùng nó không phải anh em ha. Cho nên mình phải coi kỹ đó. Thì à quên, thôi quay trở lại đi. Đây mình khui ra này anh em, là bao tay này mình nó ở trong nó còn một lớp bọc nữa nha, nó một lớp bọc nữa, nói chung là nó hơi ố rồi. Đây thì sau lớp bọc này là cái gì đây, đây mình khui luôn nha. Hàng tồn nhưng mà Đạt xé trực tiếp nha anh em, Đạt xé luôn trực tiếp trong clip cho anh em coi. Nếu có thể cặp khui đồ này Đạt sẽ bán rẻ hơn chút xíu. Ồ, nó có thêm một cái lớp giấy nữa nè. Lớp giấy này dạng màu hơi màu xám xi măng chút xíu. Nó có đốm nè. Nhìn nào. Hơi đốm nhẹ nhẹ nha. Nên chắc là rất là lâu rồi anh em. Rồi. Wow, đẹp quá nhỉ. Đẹp ghê anh em ơi. Cái này là bao tay của Rim Thái hàng tồn nha anh em. Có lõi mà nó hơi màu ngà nha. Nó hơi màu ngà ngà một chút xíu ha. Nó không trắng bóc đâu, nó hơi ngà ngà màu này. Rất là đẹp nha. Cặp này thì Đạt đang bán là 600 nha. Đạt đang bán hôm bữa là 600. Nhưng mà nói chung đang bán thì thôi, chứ cái giá này thì mình bán cho vui thôi anh em. Tại vì không có giá đâu nè, thật sự là đồ tồn ho này nếu mà nó đúng ra là nó không có thêm một cái giá cố định nào hết ha. Thì là sẽ hôm nay là mình về được 3 cặp. Cái chỗ này là mình mua ở chỗ khác không phải ở chỗ kia, thì mình sẽ để cho anh em mức giá là 500, nó sẽ rẻ hơn được một chút xíu. Nhưng mà chất lượng với lại cái kia thì nó y hệt nhau nha anh em, mình khẳng định với anh em là nó y chang luôn, không khác gì hết ha. Đó, thì đây là cặp bao tay tồn của Rim Thái nha anh em, chúng ta có thể tham khảo anh em mua về anh em xài, nó là anh em mua về để chúng ta sưu tầm cũng rất là ok, quá đẹp luôn nha. Khỏi bàn nha anh em. Rồi và đây là ốc lốc tồn của Rim Thái này. Ốc lốc tồn cái loại này thì nó vàng khè luôn, đẹp lắm. Ốc lốc tồn cũng có một bịch này, vui luôn nha.
Đây, lóc tồn nha anh em. Lấy vài con đi. Hồi lấy hết, đếm hết cho anh em số lượng đi. Mình cũng không biết bao nhiêu con nha anh em. Mình đếm cho anh em thôi. Con này thì nó là ốc của Thái nha. Con này là made in Thái Lan. Con này nó không phải made in Nhật Bản đâu. Này made in Thái Lan này, chữ bé xíu không? Này đời 998 cho anh em nha. 98 này. Chữ bé xíu mà mã bé xíu à. Ờ, 98 nha. Rồi. Mình đếm bao nhiêu con nha anh em. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 con nha anh em. Đó. Thì 23 con này. Ốc là ốc lóc tồn anh em. Anh em thấy nó vàng khè không? Đó, đó. Vàng ươm à, đẹp lắm nha. Thì quả ốc này là mình bán là 500.000 nha anh em. Thì ở đây mình có ba cái cặp bao tay, có một cặp mình cắt rồi. Thì cặp này là bán cho anh em mức giá 450 nha, tại vì mình lỡ cắt ra rồi. Mình cắt mình qua cho anh em. Và bộ ốc lóc mà mình cắt ra thì mình sẽ bán cho anh em 450. Còn anh em nào lấy nguyên á thì anh em lấy cái bịch này hai bên này thì là ốc lóc tồn là 500 và ở cái bao tay cũng là 500 nha. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt qua số điện thoại 0915 434 973, hoặc là anh em có thể nhắn qua Zalo, nhắn qua Facebook, hoặc là anh em nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn nha.